Anh biết em rồi ạ. Anh biết em rồi ạ. Anh biết em rồi. Anh xem rất là nhiều clip của em. Trời ơi, em vui quá. Ý em là em cũng trẻ măng. Ý là nhìn cho nó đúng cái độ tuổi của em hơn ạ. Thế hệ này ai cũng nghĩ mình trẻ măng ha. Về. Nhưng mà Khoan, bình tĩnh. Chuyện tình của lươn, răng và cái tâm á. Và phô mai ấy. Cái tâm để mình xỉa những cái đó ra. Bình thường như là em cảm thấy là lươn ơi lươn ở lại. Lươn ơi lươn ở lại. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Anh nói nhỏ, hay hôm nay mình thay cái áo khác được không? Ủa sao vậy? Em thấy sao dính gì vậy? Dính gì? À, em à, đây là cả một câu chuyện dài. Mới mua về thì đây chỉ là một chiếc áo vest xám bình thường thôi. Nhưng mà anh cố tình anh tạo điểm nhấn. Mấy cái trắng trắng này là em biết gì không? Kem đánh răng. Kem đánh răng. Mình ghép vào cho nó khô lại. Em thấy rất là phong cách không? Đó. Em thấy nó xa quá. Không phải đâu, tại vì em không cảm được. Anh phải mặc đồ như vậy để tiếp một vị khách rất là quan trọng. Hôm nay các bạn tới đều là những bạn rất là trẻ. Và phải nói là thế hệ Gen Z, những nhà sáng tạo, rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Chúng ta phải cư sừng làm nghe. Tâm lý chúng ta bây giờ chúng ta là 18-19. Chúng ta phải giữ tâm lý như vậy nha. Để mời các bạn vào. Kiểu em nhập vai chưa? Rồi. Nhập vai rồi không? Xin mời ạ. Xin mời. Cảm ơn em. Hello. Khách mời cũng trẻ rất, thiệt cũng trẻ thiệt là trẻ. Hai bạn này thì anh đã biết rồi, nhưng mà anh biết em rồi ạ. Anh biết em rồi. Anh xem rất là nhiều clip của em. Trời ơi, em vui quá. Bạn này là anh cũng xem rồi luôn. Anh xem rồi luôn. Anh xem rồi luôn. Anh mà mời khách tới đây, anh sẽ tìm hiểu thông tin của họ. Dạ. Ok. Và em tên là Ngô Đình Nam. Em được biết đến là một người sáng tạo nội dung, những nội dung mà kiểu nghiêm túc á, trên mạng xã hội. Dạo này không thấy nghiêm túc lắm nha. Trước đó là thấy kiểu cầm đàn, kiểu lãng tử dễ thương á. Dạo này làm clip kiểu hơi em bị chấn động gì đó đây đúng chắc không? Chắc là do mỗi người cảm nhận thôi anh ạ. À, tại là cái nhịp sống mình mà lúc cuộc sống nó căng thẳng quá, mình phải vui vẻ một chút xíu đúng không em? Chính xác ạ. Tóc bạc này nọ đồ. Tóc bạc này là chia sẻ với mọi người là do kiểu như là em quá trẻ á, thì ra ngoài đường thì em toàn bị nhận là học sinh cấp 2 á. Nên là em muốn nhuộm cho nó kiểu chững tuổi một tí ạ. Chững tuổi một tí ạ. Ý em là em cũng trẻ măng. Ý là nhìn cho nó đúng cái độ tuổi của em hơn ạ. Thế hệ này ai cũng nghĩ mình trẻ măng ha. Kế bên còn có một bạn rất là trẻ măng nữa. Xin chào tất cả mọi người, mình là Dương Vũ và cũng giống như Ngô Đình Nam thì mình cũng là một nhà sáng tạo nội dung. Thì bọn mình ghé vào đây để ăn thử, nhưng mà từ nãy giờ chưa được ăn gì mà phải nói gì. Ôi trời, sao mà nhắc khéo quá vậy? Về. Nhưng mà Không, bình tĩnh em. Không, bình tĩnh. Phải dài chứ. Cảm nhận được những cái hương vị của biển cả. Nuôi nước ngọt em. Cái loại rau củ này là nhà trồng nha mọi người. Organic hết nha mọi người. Cảm thấy rất là thương những cái chú nông dân ạ. Em không biết sao nhưng mà tự nhiên ăn vào em có cảm giác em đang ở trên một bãi biển ạ. Em thì cảm giác nó như là kiểu mỗi lần em nói anh hỏi đúng không? Bình thường như là em cảm thấy là lươn ơi lươn ở lại. Lươn ơi lươn ở lại. Nó vẫn còn lưu lại giống như là một người con gái mà níu tay mình lại, anh ơi đừng có rời xa em á, cái kiểu vậy á. Là em cảm giác đây giống như là một chuyện tình của lươn, răng và cái tâm á. Và phô mai á. Cái tâm để mình xỉa những cái đó ra.